chào mừng Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á Horasis 2018 được tổ chức tại Bình Dương ngày hôm nay. Xin được kính chúc tất cả quý vị sức khỏe và thành công. Kính thưa tất cả quý vị, và để bắt đầu chương trình, chúng tôi rất là vinh dự khi được đón tiếp và xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của các vị khách quý. Về phía lãnh đạo Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á Horasis, xin được trân trọng giới thiệu ông Frank-Jürgen Richter, Chủ tịch Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á Horasis. Chúng tôi xin được nồng nhiệt chào đón sự hiện diện của lãnh đạo các tỉnh, thành phố và các tổ chức doanh nghiệp nước ngoài tham dự Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á tối ngày hôm nay. Kính thưa toàn thể quý vị, dự và chủ trì buổi tiệc chào mừng tối hôm nay, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu ông Trần Văn Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương. Xin được trân trọng giới thiệu ông Trần Thanh Liêm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương. Trân trọng giới thiệu bà Nguyễn Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Dương. Xin trân trọng giới thiệu ông Mai Hùng Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương, Trưởng ban tổ chức Horasis 2018. Trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng công ty BKMS, đơn vị đồng tổ chức sự kiện. Và tham dự buổi tiệc tối nay, chúng tôi rất vinh dự khi được đón tiếp sự hiện diện của đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành đoàn thể, các địa phương cùng đại diện lãnh đạo các doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Một lần nữa xin được nồng nhiệt chào đón sự hiện diện của tất cả quý vị khách quý. Kính thưa tất cả quý vị, và bây giờ đây, để bắt đầu chương trình, chúng tôi xin được trân trọng kính mời trở lại ông Frank-Jürgen Richter, Chủ tịch Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á Horasis, sẽ lên phát biểu chào mừng. Ladies and gentlemen, to start the program, we would like to invite Mr. Frank-Jürgen Richter, Chairman of Horasis, the Global Vision Community of Switzerland, to make a speech. Please, welcome. Please. It won't be another speech, ladies and gentlemen. I just want to say cheers to everybody. Enjoy the evening. Enjoy the discussions tonight. And of course, think about the business as well. Tonight we are meeting, we are celebrating. And as we said before, business should always be based on dialogue and trust. And tonight we should just do that. So meet your neighbors to the left, to the right, go around. And I wish you a great business here at the Horasis Asia meeting. So please join me and say cheers. Cheers to everybody. Cheers. Thank you so much, Mr. Frank-Jürgen Richter. Vâng ạ, kính thưa tất cả quý vị, và cũng để giúp cho tất cả quý vị có thể hiểu được rõ về nội dung của chương trình thì chúng tôi có chuẩn bị một bộ thiết bị chuyển ngữ đặt ở trên ghế ngồi của quý vị và quý vị có thể sử dụng để có thể theo dõi nội dung chương trình. We would like to inform that we have repaired the interpretation system in Vietnamese and English languages. Please feel free to use the available headsets in your seats. Thank you so much. Và bây giờ đây, kính thưa tất cả quý vị, dự và chủ trì buổi tiệc chiêu đãi ngày hôm nay thì chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời lên sân khấu ông Trần Văn Nam, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương sẽ phát biểu chào mừng. Ladies and gentlemen, hosting the evening reception, we would like to invite Mr. Trần Văn Nam, Party Secretary of Bình Dương Province, to deliver a speech. Please welcome. Xin được trân trọng kính mời. Thưa ngài Frank-Jürgen Richter, Chủ tịch Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á Horasis, thưa toàn thể quý vị. Trước hết, thay mặt lãnh đạo tỉnh Bình Dương, tôi xin gửi lời chào mừng và cảm ơn quý vị
cùng toàn thể quý khách đã tham dự diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á Horasis 2018 tại Bình Dương, Việt Nam. Kính thưa toàn thể quý vị, trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, cùng với việc thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách đúng đắn, sau hơn 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới đã mang lại những lợi ích thương mại to lớn đối với nền kinh tế Việt Nam. Với lợi thế chính trị ổn định và môi trường đầu tư hấp dẫn, Việt Nam đã và đang thực hiện ngày càng có hiệu quả chủ trương thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài, góp phần thúc đẩy phát triển nhanh kinh tế, xã hội và hội nhập quốc tế. Hiện nay, Việt Nam có gần 26.500 doanh nghiệp FDI đang hoạt động với số vốn cam kết đầu tư trên 334 tỷ đô la Mỹ đến từ gần 130 quốc gia đối tác nước ngoài. Độ mở thương mại của quốc gia hiện nay đạt trên 200% GDP. Năm 2018, chỉ số năng lực cạnh tranh toàn cầu của Việt Nam đứng ở vị trí 77 trên 140 quốc gia, xếp hạng môi trường kinh doanh đứng thứ 68 trên 190 nền kinh tế và chỉ số đổi mới sáng tạo của Việt Nam đứng thứ 45 trên 120 quốc gia trên thế giới. Thưa toàn thể quý vị, với chủ đề sự trỗi dậy Việt Nam trong phiên buổi tối ngày hôm nay của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á Horasis 2018, tôi hy vọng sẽ mang lại cho quý vị một góc nhìn đa chiều về một Việt Nam bản sắc và hòa nhập, một tỉnh Bình Dương năng động và phát triển. Tỉnh Bình Dương đã và đang nỗ lực đẩy mạnh hợp tác song phương và đa phương nhằm phát triển kinh tế xã hội, nâng cao năng lực hội nhập và cạnh tranh trên trường quốc tế. Đồng hành cùng với những bước chuyển mình của châu Á và thế giới, Bình Dương đã và đang triển khai xây dựng thành phố thông minh Bình Dương 2021, tầm nhìn đến 2030, một chương trình đột phá phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhằm nâng tầm Bình Dương với khu vực và trên thế giới. Sau thành công của sự kiện kỷ niệm 20 năm thành lập Hiệp hội Đô thị Khoa học Thế giới WTO được tổ chức tại Bình Dương, Việt Nam, Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á Horasis 2018 lần này không chỉ quảng bá hình ảnh một Việt Nam ổn định, hòa bình, mà còn giúp Bình Dương giới thiệu chiến lược phát triển của tỉnh với bạn bè trong nước và quốc tế, là cơ hội cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam nói chung và doanh nghiệp Bình Dương nói riêng có cơ hội gặp gỡ, hợp tác với các đối tác là các tập đoàn kinh tế, các doanh nghiệp lớn trên thế giới. Với vai trò là đồng chủ trì Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á Horasis 2018, Bình Dương mong muốn có cơ hội hợp tác cùng có lợi với các đối tác trong khu vực và trên thế giới nhằm phát triển kinh tế xã hội, triển khai đề án thành phố thông minh, xây dựng đô thị Bình Dương phát triển nhanh và bền vững trong tương lai. Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến lãnh đạo các bộ ngành trung ương Việt Nam đã dành thời gian tham gia sự kiện này. Tôi cũng xin cảm ơn đến ngài Frank-Jürgen Richter, Chủ tịch Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á Horasis, Hiệp hội Quản lý Ấn Độ, Tổ chức Đầu tư và Dịch vụ Một cửa Quốc gia, Hội đồng Kinh tế Lưu vực Thái Bình Dương và Tổ chức Lãnh đạo Trẻ đã tích cực hỗ trợ tỉnh Bình Dương tổ chức Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á Horasis 2018. Xin chúc quý vị luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Mời tất cả quý vị cùng nâng ly chúc mừng, chúc cho Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á Horasis 2018 của chúng ta thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Yo. Please raise your glass. Are you ready? Cheer. Yeah. One, two, three. Cheer. Thank you. Thank you so much. Wish you have a great party and lots of fun. Thank you so much. Xin được trân trọng cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Và bây giờ thì chúng tôi xin được kính mời tất cả quý vị, chúng ta sẽ cùng tham dự buổi tiệc chiêu đãi tối ngày hôm nay cùng với ban tổ chức. Trân trọng cảm ơn toàn thể quý vị.